Phường Tràng Tiền chúng tôi năm nay tổ chức tức là lần đầu cho với lại kỷ niệm 1.000 năm nó nằm trong cái quần thể. Áo vải người Nam, thần tốc cơ đao, oanh liệt hay thắng bao lá cờ sao. Văn hóa vỉa hè là đặc trưng, tại vì ở Việt Nam thì cái chuyện người ta tồn tại những cái sinh hoạt bên vỉa hè là rất là nhiều, và những cái chợ tạm nữa, chợ tạm ấy, những cái chợ mà nó được phát sinh do cái nhu cầu tức thời của cái người dân sinh sống tại cái khu vực đấy, và cái nhu cầu sinh hoạt của người ta nó cần tồn tại một cái không gian giao tiếp, đấy là cái không gian công cộng. Thế thì không nên coi nó là một cái văn hóa gì ở mức độ thấp thôi, đấy là một cái nét văn hóa. Tất cả mọi nơi, chứ không phải là cùng một phố hay gì cả, cứ bạn bè ra đây gặp nhau thì là vui vẻ. Bây giờ ra đây chỉ có vui vẻ thôi, sáng thì ra thì họ muốn là vui vẻ một mấy tiếng đấy xong rồi về. Còn ở góc đằng này gần hơn, chỗ đâu đằng này hoặc là đằng kia một tí thì là có một lớp dạy nhảy. Một là cái nhóm ở chỗ này, đấy. Ở đây mà chỗ kia, đi tiếp xuống dưới kia cũng mấy nhóm nữa, độ khoảng 10-11 nhóm đấy. Rồi bên này này, bên kia cũng đông lắm. Chân này, chân lại chân kia, đây. Tôi học lâu rồi, đến đây để tập thể dục và ôn lại và tìm bạn gái. Đầu tiên tôi dạy cái đây rồi 5 năm, lúc đầu chỉ là ra chơi và giúp đỡ mọi người, nhưng mà do mọi người yêu cầu để mà hiệu quả tốt hơn thì là ta mở thành lớp. Ngày lấy đâu, không biết tên nhưng mà họ biết mặt. Biết mặt nhau câu lạc bộ, yeah. Nhưng mà không biết tên. Còn đây nhìn thì biết à những người này, yeah. Nói chung là cái nhảy này nó luôn luôn mang niềm vui cho mọi người. Đấy. Thế thì có những kỷ niệm như vậy là đương học thì trời mưa. Thế nhưng mà mọi người không muốn nhảy tán tại vì đương ham. Nếu mà vào buổi sáng ở chỗ gần bồn nước thì có mấy lớp aerobic rất là hay. Các chị đang tập aerobic ở đấy. Câu lạc bộ này là câu lạc bộ công sức khỏe ngoài trời, công viên Thống Nhất được lấy tên là như vậy. Trước đây là công viên Lenin, bây giờ gọi là công viên Thống Nhất. Thế mà câu lạc bộ này hình thành từ năm 1973. Đấy. Thế mà tồn tại đến bây giờ là 37 năm rồi. Thế còn cái công viên này trước đây thì nó không có gì cả. Mà nó là hồi chúng tôi là cái hồi chúng tôi mới có 16-17 tuổi thôi. Thì ra đây để đào cái hồ ở đây, hồ này. Thế ra là đào hồ ở đây để mấy lúc bây giờ mới xây công viên, rồi mới trồng cây chứ trước đây là không có. Ai cũng phải đến, tôi cũng đã từng đến đây để
đào đất ra ngoài, xong rồi khênh vác nhau này, đắp lên chỗ này cao, chỗ kia thấp này. Bọn tôi cùng tham gia mà. Nghĩa là có thể là đào đất. Giúp đỡ đúng không ạ? Cùng lao động. Cái hồi đó là nó có phong trào lao động sau chủ nghĩa. Tức là tất cả mọi người đều phải đóng góp. Thanh niên đúng không ạ? Thanh niên, học sinh, thanh niên. Đấy, thanh niên. Nhất là đoàn viên thanh niên là đi nhiều. Sự lao động xã hội chủ nghĩa ở đây là của cả cán bộ, công nhân viên và nhân dân của cả ba miền Bắc Trung Nam, cho nên mới đặt cái tên để công viên thống nhất. Thật ra thì cái khu vực này trước đấy thì bị rào lại rất nhiều khoảng vài năm mà mọi người cũng rất là băn khoăn không biết đấy là rào lại để làm gì. Cho đến sau đấy thì em có đọc được một cái tin ở trên báo nói rằng là người ta sẽ khởi sự công một cái khách sạn ở trong khu vực này, và cái việc đào móng đã làm tràn lan bùn ra cái khu hồ này làm cho mọi người rất là khó khăn. Và lúc đấy em mới biết là ta xây khách sạn ở đây. Mai để ý đến cho đến lúc mà thông tin được lên báo chí và thì công trình đã được xây dựng rồi. Thực ra thì cái vấn đề này hình như là đã được chính quyền thành phố thảo luận và xem xét, và sau đấy thì họ tổ chức một cuộc họp báo. Hà Nội có một cuộc họp riêng, thì cái cuộc họp đó bao gồm rất là nhiều người, bao gồm có cả cái công ty mà làm chủ dự án này, bao gồm các cái hội nghề nghiệp, bao gồm các quan chức, bao gồm cả chủ tịch của thành phố Hà Nội nữa. Thì ngày hôm đó thì cái ông chủ tịch thành phố Hà Nội làm một việc là ông ấy nghe tất cả ý kiến của các bên. Thì thấy ý kiến của tôi là thấy như thế, không nên xây dựng là cái công viên, là cái khu khách sạn 5 sao hay 7 sao gì đó, cũng không nên. Sân này sân tự do, nhảy trong nhà. Để đây nó là lá phổi của thành phố, cả cái thành phố Hà Nội thì chỉ có chỗ này và là cái chỗ mà để cho các cụ vui chơi giải trí và nâng cao sức khỏe và tuổi thọ. Đây là cái chỗ chơi của mọi người. Nếu mà xây khách sạn ấy thì chỉ phục vụ một số người thôi. Cái đó là, mà đây nó là công sức của ngày xưa rất nhiều người. Đây phải là một cái điểm gọi là công cộng để phục vụ mọi người. Thì có những ý kiến nói rằng là chúng ta phải thực hiện dự án này. Tôi có liên hệ với cả bên hội kiến trúc, hội quy hoạch đô thị Việt Nam. Thì các bác ấy rất là nhiệt tình. Khi mà tôi vừa đưa vấn đề ra một cái thì các bác đều bảo là ôi chuyện này thì không thể để xảy ra được, bởi vì là khu những cái khu công cộng ở Việt Nam, khu vực công cộng dành cho vui chơi, dành cho người dân ở Việt Nam đang ngày càng bị thu hẹp dần. Nếu mà mình cứ để cái chuyện này tiếp diễn thì sẽ rất là nhiều mảnh đất khác sẽ bị mất đi. Chứ không thể để cho một vài các cái chủ đầu tư hay một đối tượng nào khai thác với mục đích kinh doanh. Và đặc biệt là diễn ra một cuộc tranh luận rất là sôi nổi và thu hút được rất là nhiều sự chú ý và tham gia của người dân trên mạng internet, trên diễn đàn của Vietnamnet. Hợp sức cùng hợp nhất lên tiếng để yêu cầu là phải trả lại công viên cho người dân. Cuối cùng thì đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói là phải dừng lại. Cái không gian công cộng, một cái thành phố đô thị muốn trở thành một đô thị thân thiện thì phải có những không gian công cộng. Thì vì vậy nên là bây giờ nếu mà thu hẹp lại cái công viên đi thì nó sẽ không hay. Với cái sự tồn tại của nó từ xưa đã có thì tôi muốn nghĩ là cái giữ nguyên được cái thể trạng, cái diện tích cũ của nó càng rộng ra thì là cái nơi càng tốt hơn. Trong cái này thôi chứ hàng nghìn người là đi xung quanh đây, hàng nghìn, trên 1.000 người. Chúng tôi chỉ mong muốn là duy trì làm thế không nào bỏ đi. Duy trì được như thế này. Và mỗi một ngày nó được một đẹp lên, xanh tươi đẹp hơn. Tức là yêu nước, mà đến đây là tập thể dục.
2, 3, 4, 5. Muốn cho công viên thật đẹp và đông người mà có một cái sân chơi cho các cô đến nữa, tuyệt vời. Trông thấy các cô thích lắm.